Như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Đợt nắng nóng lần này ở Trung Bộ thì dự báo là kéo dài đến khi nào vậy chị Lan Chi? Và khả năng là đợt nắng nóng lần này thì sẽ còn kéo dài đến cuối tuần sau. Tuy nhiên thì do là đã cuối mùa rồi cho nên là nắng nóng không còn quá gay gắt nữa chị ạ. Cụ thể ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa thì trưa nay nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ C và có những nơi trên 37 độ C. 1 đến 2 ngày tới thì nắng nóng sẽ còn lan rộng ra cả khu vực Bắc Trung Bộ. Nắng nóng kéo theo chỉ số tia cực tím hôm nay ở khu vực này rất cao. Ở Đông Hà, Quảng Ngãi hay Quy Nhơn đều lên mức 12, mức cao nhất của thang cảnh báo. Nhiều thành phố còn lại cũng ở mức từ 10 đến 11 là mức nguy hại rất cao. Ngày cuối tuần, quý vị nếu như tham gia các hoạt động ngoài trời thì nên có những biện pháp phòng tránh tia cực tím, nhất là trong khoảng thời gian từ 11 đến 15 giờ lúc mà tia cực tím gây hại cao nhất. Dạ vâng, Bắc Bộ ngày hôm nay cũng sẽ tăng nhiệt. Diễn biến cụ thể như thế nào chị Lan Chi? Và ngày hôm nay thì Bắc Bộ do là mưa giảm, trời chuyển nắng nên là sẽ nóng lên. Dự báo là nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Việt Trì, Tuyên Quang hay Cao Bằng phổ biến trong khoảng là 32 đến 34 độ C. Một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ như là Điện Biên Phủ hay là Sơn La, trời nhiều mây có mưa bất chợt nên thời tiết dễ chịu, khoảng 27 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ giờ đến trưa trời nắng, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 đến 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở Nam Bộ nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn, 32 đến 35 độ C, sẽ có cảm giác nóng vào giữa trưa. Về chiều trời chuyển mưa rông, cục bộ có mưa to, đề phòng sấm sét và gió rất mạnh, ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất ở sườn đồi núi của Tây Nguyên. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay trời nắng, gió không quá cấp 4, biển êm. Vùng biển từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, Kiên Giang lưu ý là có mưa rông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Dạ vâng, cảm ơn chị Lan Chi với những dự báo chi tiết vừa rồi. Quý vị lưu ý là bên cạnh nắng nóng thì cũng cần để ý đến cảnh báo là mưa dông về chiều tối. Và cái kiểu thời tiết như thế này thì sẽ dễ khiến chúng ta mệt mỏi và cảm cúm. Quý vị hãy lưu ý để giữ gìn sức khỏe.